Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz của Mỹ Hưng. Hiện tại bây giờ là Duy đang trên đường đi Long Thành để mà giao xe Mercedes-Benz E200 Exclusive này cho Nhân các bạn. Thì có thể nói đây là cái chiếc xe mà đầu tiên ở trong năm 2022 sau cái đợt nghỉ Tết ha. Thì bây giờ là Duy cùng với là Nguyên và hai anh em mới bắt đầu là đi giao xe. Đó, chiếc xe này là chiếc xe đầu tiên của Duy luôn các bạn, bởi vì là tất cả những cái đơn hàng, những cái chiếc xe mà khách hàng đặt á thì Duy đã chuẩn bị và giao trước Tết hết rồi. Đó, và đầu năm này là Nhân chính là người mở hàng cho Duy ha. Đó, một chút xíu nữa thì khi mà đến nơi giao chiếc xe cho Nhân á thì Duy sẽ mời các bạn cùng Duy giao chiếc xe cũng như là xem coi Nhân ở nhà kinh doanh về cái gì các bạn nha. Nhận năm nay coi như là rất là trẻ luôn, nhỏ hơn Duy coi như khoảng là 10 tuổi luôn các bạn. À, vô số giống mạch cũ. Mạch cũ em mạch gì? 327 em có chạy thử. À, y vậy thôi, cũng cần số trên tay lái. Ủa, bữa em chạy rồi mà. Bữa em chạy trên anh rồi mà. Hỏi lại luôn mà. À, vậy thôi, y vậy. Quen không điểm xe thôi chứ. Lấy sạc đâu cái này. Giờ ba nó dài. Cắm cho tao đó là dê. Lấy sạc bên này đâu, là dài được rồi anh này. Phải không ơi? Nước nè. Chưa. Mày móc cái giảm này hết rồi. Em chạy thẳng ra luôn đi. Chạy ra lại. Dài quá. Dài quá. Chạy ra lại em phải lấy sát rồi. Chạy ra. Chạy ra. Cái này dài hơn. Dạ. Ủa cái sao mà phải vận chuyển bằng cái này lên nè em? Dạ, ở trên đó là cái gì trên đó? Dạ thôi. Rồi cũng để mấy cái lan này giống như em chứa lại hả? Dự trữ lại hả? Như bữa cái lan em gửi cho anh là cái màu này nè, màu hồng cánh sen á. Bữa em gửi cho anh nó chưa ra bông. Tại vì em để con nhúm bông vậy là để cho khách biết màu thôi. À. Chứ còn đúng ra nó nguyên chùm. Vậy hả? Nó nguyên một chùm lắm. Nguyên chùm nó từ đây ra nè. Nó từ đây nó ra sẽ nguyên. Một cây này là em bán nhiêu tiền? Cái này hả? Cái này em bán 500. 500 ngàn hả? 500 là đã rẻ hơn giá thị trường rồi nha. Dạ. Còn cây này là bán nhiêu? Cây đó hả? Cây đó em bán 2.9 triệu. Ồ, cái này nếu mà giá thị trường là nó sẽ khoảng 4 triệu. Phải tầm 3 triệu. Nói chung là khi mà em làm em đã khảo sát giá thị trường. Tham khảo hả?
Ủa cái cây này nếu mà trồng bự lên được như thế này không em, hay là cái giống nó khác? Đâu, cái cây đó là nó phải 6 7 năm tuổi rồi đó. Vậy hả? Nhưng mà cây này mình trồng lên cũng to được như vậy. Cây này phải tầm 2 năm mấy tuổi rồi. 6 7 năm mới được như vậy ha. Mà có còn chết nữa nha, chứ không phải nuôi được vậy là dễ đâu. Mà chết nhiều lắm. Em ví dụ cái cây này á mà nó to á, là cái bông nó cũng sẽ dài hơn đúng không? Đúng. Còn cái cây rồi nhỏ là bông cũng nhiều hơn. Đợt là nó lá 7 8 dòi bông gì đó. Vậy hả? Cái cây này hả? Đúng rồi. Là Tết nó mới ra bông đúng không? Đúng rồi, chắc hết rồi. Ra bông đúng Tết luôn, đúng mùng 2. Trời này nhỏ nhỏ dễ thương nè. Còn cái chậu đó thì sao em? À cái này là long tu xuân. Em chưng hình Tết tới giờ, trước Tết xíu tới giờ. Ê hôm qua Tết xíu tới giờ. Nó ra một về luôn mà nó tàn mất rồi còn. Sao không thấy lá gì hết vậy? Đúng rồi, cái này nó rớt lá, nó rớt lá nó mới ra hoa. À. Buổi sáng thơm lắm. Vậy hả? Dạ buổi sáng thơm. Này mua em tại vì là em sắp em muốn là khảo sát để bán hay mua về chơi. Em mua về em chơi cây chưa? Đó thì bông nó ra lâu tàn ha. Đúng rồi, cái này là em chưng phải hơn 2 tuần rồi đó. À mà ngọc điểm này khoảng bao lâu nó mới tàn em? Dạ khoảng 2 tuần. 2 tuần. Cây mà lực á, cây của anh mà khỏe mạnh nên anh cho anh uống đầy đủ là nó phải hơn 2 tuần. Nó là đối với trung nam thôi. Trước á em treo lan ở đây nè. Mấy cái này là gì? Treo lan để tưới hả? Dạ để tưới. À. Cứ treo ở đây, bên kia cũng vậy. Dạ. Để cho nó thoáng khí nè đúng không? Dạ. Sau là giờ lên hết. Chị gói từng cánh vậy luôn hả chị? Dạ. Từng cái lá vậy luôn á hả? Gói cho nó khỏi dập á anh. Ờ. Tính ra mỗi lần mà chị đóng một cái cây cũng cực ha. Dạ. Ủa anh ơi, cái này mình có giữ lắm anh. Cái này giống như cái mã để làm chiều phải không? Không cần giữ đâu em. Vừa nó sàn thì chiều chờ mà hôi thăm rồi chắc xói lại nó. Càng kỳ quá ha. Càng kêu kỳ quá ha. Kêu kỳ kỳ sao? Kêu nhẹ nhàng thôi. Kêu sợ người ta đau. Nhiều khi á, anh có ông khách hàng á, ông nói sao anh chạy về quê á mà anh bóp kèn này sao nó xe máy nó không có tránh anh nhân á, hay là cái kèn nó nhỏ quá. Giống như kiểu không mà nhiều khi thấy chiếc mẹt người ta phải vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi người ta thấy chiếc mẹt người ta cũng tự tránh anh ơi. Không, ông nói ông bóp kèn ta không có tránh ông. Đem vô anh đòi gắn cái kèn bự hơn. Nói trời ơi cái kèn của anh nó kêu vậy được rồi. Nó hấp dữ người ta. Đúng rồi, sang vậy không? Đụng đầu như. Cái đâm tốt ha. Cái đâm ok. Hơn. Nói chung là dòng e thì em biết rồi, dòng sang mà. Hài lòng không em? Dạ có chứ. Tại vì thư giãn mà vì mình đi xe rất là đi xa rất là thoải mái. Tại vì anh thấy bữa rồi em là em lên em không quyết định mua chiếc xe này. Em lại muốn mua cái chiếc xe Lexus IS á. Cho nên là em đổi qua chiếc này em cũng quyết định rất là nhanh thì dạ. Anh không biết là em mua em có hài lòng hay không. Khi dạ, mà có chạy chứ, thử tại đó. Vì khi mà tại vì ban đầu là xe muốn lấy về để mà có cái xe để dọn á, để chơi á, vừa làm cái xe đi mà vừa để chơi á. Nên là chọn cái xe nó thể thao chút. Nhưng mà sau thì thôi quyết định lại hơi đi nó êm ái để cho có cái xe đi xa rồi khi chở gia đình sao đi. Sao rồi anh muốn chọn gì anh chọn, giờ đi con thì còn chưa còn nhỏ. Mẹ thì đi cho nó thoải mái. Chắc để xe sau thì lấy xe khác để mà muốn dọn gì thì dọn, xe này để nó êm ái. Em lấy cái xe này xong em có tính đi đâu ăn chơi không? Dạ có chứ, chắc phải test thử chuyến Đà Lạt cũng được. À đi Đà Lạt chơi ha, thích Đà Lạt ha. Dạ. Ba lô mới là 6 lô. YouTube kênh của anh á. Rồi, hồi nãy biết làm gì đẹp được cho lên YouTube lắm rồi. Anh ghi là chủ tịch hội đồng quản trị cô ba chợ nha. Nãy chở vô cái đường đó là cái chú đầu hẻm á.
Ông nói là chở cho cô Hà đúng không? Sao chú biết hay vậy chú? Chưa kêu chở cho cái ba là hết. Ở đây cô có trọ gái ba Lê Hà là nói à. Ăn đi anh. Ăn đi. Món này kêu là bò né đúng không em? Không, bò nướng. Bò nướng sơ sơ. Cái mai mốt đi giao xe mà đâu có thời gian nữa ha. Ghé nhà dạ. Con trai rồi đi ăn đi uống đồ cho vui kết bạn thêm mà. Dạ. Cô có dịp lên Sài Gòn thì ghé tụi con. Rồi ok, cô hiểu dạ. Lắm lắm á. Cô với anh. À, dạ, tự nhiên để dạ, nó bụng là rồi. quá cử rồi đó. Ở đây mát ghê luôn á. Nói chung là đây con đang gấp nè. Sau này trong quá trình sử dụng xe là sẽ còn có thắc mắc nữa. Chứ còn hôm nay là chưa biết hết đâu, nhiều khi có cái cũng quên rồi. Đúng rồi. Có gì em liên hệ lại. Đúng rồi. À. Không có việc liên được. Cái này chén của ai? Chén của anh này có đây rồi nè. Dư rồi. Ngon không em? Ngon đấy. Bữa nay cô nói quán này xuất sắc nhất ở đây đó. Không, bình dân mà ngon. Bình dân mà ngon quá không? Nhìn thấy cái chiếc xe ngoài đó là thấy trưng bày mấy cái món đồ á, đồ ăn là thấy hấp dẫn rồi. Ở chỗ em á là buổi tối là tuy cũng không ngủ nhưng mà kiểu như là vắng thôi chứ nhưng mà cũng không ngủ với mình Sài Gòn. Vậy hả? Dạ. Chơi xuyên đêm luôn hả? Quán nhậu đồ. Ô quán 3 giờ dẹp hết. Nghỉ hết trơn rồi. Sao vậy? Bị công an lụm hả? Đợt đó nghỉ hết ba quán luôn. Ông chủ Hồng Văn ông lên á, ông dẹp. À, ship mới lên ha. Dạ đúng rồi. Hôi quá, hôi vui quá. Hôm qua mới ăn lá sách xong. Vừa rồi thì Duy Hoàng Nguyên hai anh em cũng đã bàn giao chiếc xe Mercedes-Benz 200 Exclusive cho Nhận cũng như là cho cô Hà ha. Thì Duy và Nguyên hai anh em ăn tối cùng với lại cả gia đình rất là vui luôn các bạn. Các bạn thấy không, cô thì cực kỳ dễ thương luôn đó, và rất là nhiệt tình với lại hai anh em nữa đó. Thì có nói là một cái chuyến xe mà giao xe đầu năm như thế này thì nó cực kỳ vui luôn các bạn ha. Đó, thì thôi bây giờ Duy xin được phép tạm dừng video clip tại đây đi. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thì đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979, và Duy lúc nào cũng muốn là tận tay giao các chìa khóa xe Mercedes-Benz cho đến khách hàng của mình các bạn nha. Ok, hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.